Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau hơn 11 giờ thảo luận trong 2 ngày làm việc, bồi thẩm đoàn 12 người của tòa hành sự Manhattan, New York, ngày 30 tháng 5 tuyên bố cựu tổng thống Donald Trump có tội với toàn bộ 34 tội danh trong vụ truy tố làm giả hồ sơ kinh doanh, chi tiền ém thông tin bất lợi khi tranh cử năm 2016. Bồi thẩm đoàn thông báo cho thẩm phán chủ tọa Hoan Merchant về việc họ đã nhất trí về phán quyết với ông Trump lúc 16 giờ 20 phút, tức 3 giờ 20 phút ngày 31 tháng 5 giờ Hà Nội và công bố kết quả luận tội lúc hơn 17 giờ. Thẩm phán Merchant cảm ơn Bộ thẩm đoàn vì tham gia một nhiệm vụ khó khăn và áp lực. Ông ấn định thời điểm tuyên án là 10 giờ ngày 11 tháng 7, tức 21 giờ ngày 11 tháng 7 giờ Hà Nội, vài ngày trước khi Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa, RNC bắt đầu. RNC sẽ diễn ra ngày 15 đến 18 tháng 7 tại bang Wisconsin. Ông Trump dự kiến nhận đề cử và trở thành ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa tại sự kiện. Với phán quyết của bồi thẩm đoàn, ông Trump là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử bị truy tố và kết tội. Ông cũng trở thành ứng viên đầu tiên của một chính đảng là tội phạm khi chạy đua vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông Trump sau đó mô tả phán quyết của bồi thẩm đoàn là điều hổ thẹn. Cựu tổng thống bác bỏ các cáo buộc, tuyên bố sẽ kháng cáo. Ông Trump nói lúc rời tòa hình sự Manhattan sau khi được triệu tập đến nghe kết luận của bồi thẩm đoàn. Đây là phiên tòa gian lận và đáng hổ thẹn. Phán quyết thực sự sẽ do người dân Mỹ đưa ra vào ngày 5 tháng 11 và họ đều biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Phát ngôn viên Nhà Trắng Ian Sam cho biết họ tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Ma Johnson, Đảng Cộng Hòa, mô tả ngày 30 tháng 5 là ngày đáng xấu hổ trong lịch sử Mỹ. Theo ông Johnson, phe dân chủ ăn mừng bởi họ đã kết tội được người dẫn dắt đảng đối lập với những cáo buộc lố bịch dựa trên lời khai của một luật sư phạm tội và bị tước quyền hành nghề. Đây rõ ràng là hành động mang tính chính trị, không có tính pháp lý. Đồng thời cho biết, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden cho biết động thái của bồi thẩm đoàn cho thấy không ai ở trên luật pháp. Trước loạt biến động của nước Mỹ liên quan việc ông Trump bị kết tội, tờ Financial Times đưa tin trích dẫn tài liệu từ Kiev cho hay Tổng thống Ukraine Zelensky đã chỉ thị cho các quan chức Ukraine công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình sắp tới ở Thụy Sĩ. Một quan chức Ukraine khác nói với Financial Times rằng ông Zelensky đã trở nên xúc động và lo lắng hơn về tình hình ở mặt trận. Tin rằng Mỹ rất mong muốn bắt đầu đàm phán với Nga vì Washington muốn xung đột kết thúc trước cuộc bầu cử Mỹ. Các cuộc thăm dò hiện cho thấy ông Biden đang mất đi sự ủng hộ khi ông phải đối mặt với cuộc tái đấu với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 11. Ông Zelensky rất khó chịu với ông Biden, một thành viên trong chính phủ của ông cho biết, đồng thời lưu ý rằng nhiều quan chức Ukraine lo lắng về việc Kiev công khai thách thức Nhà Trắng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình 10 điểm và tích cực thảo luận về kế hoạch này với Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều quan chức khác. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu dựa trên kế hoạch này. Vừa qua, trả lời câu hỏi của phóng viên rằng liệu Mỹ có tham gia vào quá trình lập công thức hòa bình này của Ukraine hay không, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby xác nhận, tất nhiên là có. Quan chức này cho biết thêm, giới chức Mỹ, đặc biệt là Ngoại trưởng Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đã và đang tích cực tham gia vào việc thúc đẩy công thức hòa bình Ukraine, đồng thời phối hợp với các nước khác để tìm cách tối ưu hóa công thức đó. Trước đó, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cũng cho biết Mỹ chưa bao giờ thực sự hối thúc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga, kể cả ở thời điểm cuối năm 2022 khi Kiev phản công thành công và giành lại một phần lãnh thổ. Bà Nuland lý giải, khi đó họ không ở vị thế đủ mạnh. Bây giờ họ không ở một vị trí đủ mạnh. Thỏa thuận duy nhất mà Nga sẽ thực hiện khi đó là một thỏa thuận những gì của tôi là của tôi, những gì của các vị có thể thương lượng được. Tất nhiên một thỏa thuận như vậy là không bền vững. Mặt khác, bà Nuland cũng cho rằng. Nga chưa đạt được mục tiêu trong hoạt động quân sự. Theo bà, Ukraine vẫn có thể giành thắng lợi trong cuộc chiến với Nga. Cũng trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa qua đã thúc giục người đồng cấp Mỹ Joe Biden tham dự hội nghị hòa bình dễ ra ở Thụy Sĩ. Chính quyền Kiev đang tìm cách mở rộng thành phần tham dự hội nghị với hy vọng có thể giành được sự ủng hộ lớn hơn nữa của thế giới về tầm nhìn của Kiev liên quan khả năng chấm dứt chiến sự với Nga. Thế nhưng, cuộc gặp sẽ bớt phần ý nghĩa nếu Tổng thống Biden không thể đến dự vì bận rộn tranh cử với ứng viên tổng thống của đảng cộng hòa là ông Donald Trump, tổng thống Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo bên cạnh thủ tướng Bỉ Alexander De Croo nếu ông Biden không có mặt, điều đó chẳng khác nào tiếng vỗ tay chúc mừng cho ông Putin. trong khi đó, Moscow cho rằng hội nghị hòa bình mà không có nga tham dự là điều vô lý, không có khả năng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Theo kế hoạch, hội nghị hòa bình với Ukraine sẽ diễn ra trong hai ngày 15-16 tháng 6 tới tại khu nghỉ dưỡng Bergenstock gần thành phố Lucen, miền trung Thụy Sĩ. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết đã gửi thư mời hơn 100 quốc gia dự hội nghị và đã nhận được hơn 50 xác nhận. Sự kiện được tổ chức theo đề nghị của Ukraine và xoay quanh thảo luận công thức hòa bình của nước này. Hội nghị nhằm tạo ra khuôn khổ thuận lợi cho một nền hòa bình toàn diện và lâu dài ở Ukraine cũng như một lộ trình cụ thể cho sự tham gia của Nga vào tiến trình hòa bình. Phương Tây hiện đang gây sức ép với Mỹ, cụ thể là Tổng thống Biden về việc cho phép ukraina sử dụng vũ khí mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ nga tổng thống biden đang thận trọng cân nhắc khả năng này với sức ép từ hai hướng một mặt ông muốn giúp đỡ ukraina không thua trước nga mặt khác ông không muốn mỹ và đồng minh rơi vào một cuộc xung đột trực tiếp với đối thủ có kho vũ khí hạt nhân khổng lồ này tuy nhiên có nhiều dấu hiệu cho thấy ông biden đang xích lại gần quyết định mang tính bước ngoặt không cấm ukraina dùng vũ khí mỹ để bắn vào lãnh thổ nga các đồng minh phương Tây của Mỹ đã gây nhiều áp lực lên Tổng thống Biden. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với tờ Economist rằng chỉ có thể ngăn chặn được việc Ukraine mất lãnh thổ gần Kharkov nếu như Ukraine được tự do tấn công thẳng vào các vị trí pháo binh và bệ phóng tên lửa cũng như chốt chỉ huy bên trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Pháp Macron tuyên bố cho phép phía Ukraine sử dụng các vũ khí của Pháp gửi cho họ, bao gồm cả tên lửa tầm xa để tấn công các căn cứ bên trong nước Nga khi các căn cứ đó tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Theo website Bộ Ngoại giao Pháp, nước này đã cung cấp cho Ukraine một số lượng tên lửa hành trình SCAP. Về phần mình, Tổng thống Nga Putin cho rằng Ukraine không thể sử dụng vũ khí tầm xa nếu thiếu sự ủng hộ đáng kể từ phía NATO, và sự tham gia như thế của NATO có thể kích hoạt một cuộc xung đột toàn cầu. Tổng thống Putin cũng cảnh báo rằng các nước châu Âu cần tính đến thực tế, họ là những nước diện tích nhỏ và có mật độ dân cư lớn, Ám chỉ đòn trả đũa của Nga vào các nước này sẽ có tác động rất mạnh. Trên thực tế, sau nhiều tháng nhận các lời phản nàn từ Tổng thống Ukraine Zelensky, nhà trắng đã chính thức bắt đầu một cách nhanh chóng quá trình đánh giá lại khả năng mạo hiểm cho phép Ukraine tấn công vào bên trong nước Nga. Ngoại trưởng Mỹ Blinken khi thăm Moldova tuyên bố công khai để ngỏ khả năng chính quyền ông Biden sẽ thích ứng và điều chỉnh quan điểm về việc tấn công vào bên trong nước Nga bằng vũ khí Mỹ. Ông nói sự thay đổi này sẽ dựa trên tình hình chiến trường Ukraine đã thay đổi các trợ lý an ninh quốc gia của Tổng thống Biden đang xúc tiến một quá trình khẩn trương nhằm đưa ra khuyến nghị chính thức với ông. Họ ý thức rằng động lực trong xung đột quân sự đang nghiêng về phía Nga. Một số cố vấn của ông Biden tin rằng việc ông Biden đào ngược quan điểm của mình là điều tất yếu. Nhưng nếu Tổng thống Mỹ thực sự thay đổi quan điểm về vấn đề này, khả năng cao ông sẽ đặt ra một số hạn chế nghiêm ngặt như Ukraine chỉ được dùng vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga và sát biên giới có liên quan đến các cuộc tấn công vào Ukraina. Cụ thể, ông Biden sẽ tiếp tục cấm dùng vũ khí Mỹ để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga hoặc vào cơ sở hạ tầng. Điện Kremlin nhìn nhận các động thái của Tổng thống Biden là gia tăng căng thẳng. Để đáp lại sự gia tăng đó, Nga mới đây đã tiến hành tập trận hạt nhân chiến thuật. Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thư ký NATO với tờ Economist, phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng NATO đang đùa giỡn với ngôn từ quân sự và đang rơi vào tình trạng phân khích quân sự nói về nguy cơ NATO đối đầu trực diện với Nga, ông Petkov cho rằng họ đã ở trong trạng thái đó rồi. Tuy nhiên, giới chức Mỹ bắt đầu ngày càng coi nhẹ các lời cảnh báo đó từ phía Nga. Thậm chí, cựu quan chức quân sự Mỹ Seth Jones còn kết luận rằng lo lắng về việc Ukraine dùng vũ khí Mỹ để tấn công mục tiêu xung đột trên lãnh thổ Nga là điều không cần thiết. Theo ông này, Ukraine có nhu cầu quân sự hợp pháp là làm suy yếu năng lực tác chiến của Nga. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ ba quan chức Mỹ rằng Tổng thống Joe Biden đã âm thầm cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ gửi để tấn công vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga, vốn được Moscow sử dụng để phát động tấn công vào thành phố Kharkov, đông bắc Ukraine. Một quan chức giấu tên nói, Tổng thống Biden gần đây đã chỉ đạo nhóm của mình đảm bảo rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp cho mục đích phản công, đối phó tình hình ở khu vực Kharkov, để Kiev có thể đánh trả các lực lượng Nga đang hoặc chuẩn bị tấn công họ, nhấn mạnh rằng việc tấn công chỉ áp dụng cho các mục tiêu bên trong nước Nga gần biên giới với Kharkov. Cũng theo nguồn tin, quyết định của ông Biden không có nghĩa là Mỹ hiện đồng ý với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine vào các cơ sở dầu khí của Nga. Theo Reuters, quy định trên đánh dấu sự thay đổi chính sách của ông Biden, vốn kiên quyết từ chối cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công bên trong nước Nga được biết đây là lần thứ hai chính quyền tổng thống Biden âm thầm nới lỏng chính sách liên quan vũ khí viện trợ cho Ukraine. Giới chức Mỹ hồi tháng 4 xác nhận nước này đã chuyển loạt tên lửa đạn đạo ATACMS với tầm bắn 300 km trong gói viện trợ quân sự khẩn cấp cho Ukraine trị giá 300 triệu đô la Mỹ được phê duyệt tháng trước đó. Lầu năm góc ban đầu từ chối chuyển mẫu ATACMS tầm bắn 300 km do lo ngại Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ Nga làm căng thẳng xung đột và dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Moscow và Washington, cũng như ảnh hưởng tới năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Sau khi xung đột Nga Ukraina bùng phát, các đồng minh phương Tây đã viện trợ tài chính và quân sự, chuyển hàng loạt tên lửa và pháo, hệ thống phòng không, xe tăng, thiết giáp, UAV cho Ukraina nhưng không cho phép Kyiv sử dụng những khí tài này để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Vài tuần trở lại đây, Ukraine liên tục đề nghị Mỹ và các đồng minh nới lỏng quy định để Kyiv có thể dùng vũ khí viện trợ tập kích vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Đề nghị này ngày càng nhận được sự ủng hộ của nhiều nước phương Tây. Đến nay, hơn 10 quốc gia đã bật đèn xanh cho Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng đã đến lúc Ukraine cần được phép dùng vũ khí viện trợ để đáp trả vào lãnh thổ Nga, coi đó là cách giúp Kyiv tự vệ. Mặt khác, ông phản đối ý tưởng đưa quân vào Ukraine vì điều đó sẽ khiến NATO khó tránh khỏi bị cuốn vào một cuộc xung đột với Nga. Về phần mình, trong chuyến thăm Moldova mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington và các đồng minh đã thích nghi và sẽ điều chỉnh viện trợ vũ khí để đảm bảo cho thành công của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ba Lan cho biết, theo ước tính sơ bộ, không quân nước này cần 10 phi đội, hoặc tới 160 máy bay chiến đấu hiện đại. Trong danh sách mua sắm mà Vaksava đã lên kế hoạch, bao gồm hai phi đội tiêm kích F-15EX, tức là 32 trước. Theo tờ báo Defense 24 của Ba Lan, thậm chí đại diện của tập đoàn Boeing trong quá trình đàm phán đã đưa ra đề xuất rất hấp dẫn. Đó là nội địa hóa một phần tiêm kích F-15EX tại các nhà máy chế tạo hàng không nằm trên đất Ba Lan. Theo ông Rob Novotny, phụ trách thương mại đối với dòng tiêm kích F-15EX, cho biết hiện tại Ba Lan phải đối mặt với sức ép quân sự trực tiếp từ phía Nga. Đó là lý do tại sao Warsaw rất cần F-15EX, loại tiêm kích hiện đại với khả năng chiến đấu cao, có thể nhanh chóng cất cánh và mang theo tải trọng vũ khí lớn. Một lợi ích đáng kể đối với Ba Lan nằm ở chỗ nước này thậm chí sẽ không cần đầu tư cơ sở hạ tầng mới để phục vụ F-15EX, vì những chiếc tiêm kích nói trên sẽ tương thích với những gì đã được tạo ra cho F-16 và F-35. Tập đoàn Boeing thậm chí còn sẵn sàng mang đến sức mạnh tổng hợp cho không quân Ba Lan trong trường hợp có đơn đặt hàng F-15EX. Khi cung cấp cả trực thăng tấn công AH-64 Apache, hai bên đã ký hợp đồng. Đại diện của Boeing cũng lưu ý đến thực tế là ngành công nghiệp hàng không Ba Lan đang phát triển năng động và nhà sản xuất máy bay Mỹ đã lên kế hoạch tuyển dụng 1.100 nhân sự tại quốc gia này. Nhưng mặt khác, chương trình hợp tác có thể vẫn gặp vấn đề do năng lực của địa phương chưa phát huy hết tiềm năng. Tuy nhiên, phía Boeing nhận thấy đây là điều kiện thuận lợi để triển khai bước đi mới. Tập đoàn Boeing sẵn sàng đề nghị Ba Lan tổ chức sản xuất một số linh kiện cho tiêm kích F15EX tại các nhà máy thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng nước này, cũng như bảo trì máy bay cho không quân Mỹ. Những gì diễn ra đã minh họa rõ ràng cho cách tiếp cận được nhiều tập đoàn công nghiệp quốc phòng phương Tây sử dụng khi lựa chọn thị trường tiềm năng. Tuy nhiên, trước đó, các chuyên gia cũng đã từng chỉ ra rằng, dù là một nền tảng tuyệt vời mà F15EX có thể có đi chăng nữa thì nó cũng không nên được coi là sự thay thế cho loại máy bay khác. Mặc dù có những cải tiến, thực tế F15EX vẫn dựa trên khung máy bay khoảng 45 năm tuổi. Là một máy bay có khả năng cao, nhưng nó vẫn là một máy bay thế hệ thứ tư, kể cả khi được trang bị các công nghệ mới và có thể nâng cấp. F15EX không thể nâng cao khả năng phòng ngự trước các loại vũ khí đất đối không và không đối đất hiện đại của Nga và Trung Quốc. Với các hệ thống phòng không như S-400 và S-500 của Nga, các phi đội F15EX sẽ ngày càng khó hoạt động trong khu vực xung đột mà không phải chịu rủi ro Cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Mikhail Podolyak, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, đã phàn nàn về sự vượt trội hoàn toàn của quân đội Nga so với lực lượng vũ trang Ukraine trên lĩnh vực vũ khí. Ông Podolyak nhấn mạnh quân đội Nga có lợi thế về đạn pháo, tên lửa và máy bay chiến thuật. Điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn đối với binh sĩ Ukraine trên chiến trường. Vị quan chức Ukraine một lần nữa khiển trách các đồng minh vì sự chậm trễ trong việc cung cấp hỗ trợ, khi nói rằng mới chỉ một nửa số vũ khí đã hứa được gửi đến Kiev. Cố vấn của Tổng thống Zelensky yêu cầu phương Tây cung cấp ít nhất 60 máy bay chiến đấu để bảo vệ tiền tuyến. Ông Podolyak cho biết, Kiev hiện cần ít nhất 60 máy bay chiến đấu của phương Tây để bảo vệ chiến tuyến, vốn đã được mở rộng thêm 70 km do chiến dịch Kharkov của Nga. Có tính đến độ dài của đường tiếp xúc và cường độ giao tranh, từ 100 đến 120 tiêm kích sẽ là con số tối ưu. Chính trị gia Ukraine lo ngại rằng, với ưu thế vượt trội của Nga các cuộc đàm phán ở Thụy Sĩ sẽ không mang lại thành công cho Kiev. Ông Podolyak nhận xét, với tình hình hiện tại, Ukraine có thể bị ép phải thông qua những điều kiện không thể chấp nhận để chấm dứt xung đột. Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 30 tháng 5, các quốc gia thành viên NATO, Mỹ và các nước châu Âu trong những ngày và tuần gần đây đã bước vào một vòng gia tăng căng thẳng mới và họ đang cố tình làm điều đó. Họ đang kích động Ukraine bằng mọi cách có thể để tiếp tục xung đột vô nghĩa này. Ông Peskov cảnh báo việc này chắc chắn sẽ kéo theo hậu quả và không có lợi cho các nước muốn gia tăng căng thẳng cuộc xung đột. Tuyên bố của Nga đưa ra giữa lúc ngày càng nhiều lời kêu gọi các đồng minh của Ukraine dỡ bỏ các hạn chế ngăn Kiev sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công bên trong Nga. Các ngoại trưởng NATO đang họp tại Praha, Cộng hòa Séc để thảo luận các biện pháp hỗ trợ Ukraine sẽ đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của khối tại Washington, Mỹ vào tháng 7 năm 2024. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong phỏng vấn với tạp chí The Economist của anh đã đề nghị các thành viên của liên minh xem xét lại liệu ukraine có thể thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí phương tây nhằm vào các cơ sở quân sự nằm trên lãnh thổ nga hay không